Trời ơi cô chú anh chị ơi, thấy dễ thương ha, giống con nít luôn á cô chú anh chị à. Trời ơi, đây là bánh mì nha cô chú anh chị, đây là bò sữa nha cô chú anh chị. Còn đây là cái gì con? Hả? Bò kho á? Bánh bò á? Trời ơi, con gái của Thủy nó đặt cái này là bánh bò, bánh mì, bò sữa. Trời ơi, ôi giống người cơ chưa. Ôi cô chú anh chị ơi, nó ưỡn lên rồi giống người ha. Dễ thương quá cô chú anh chị ơi. Đây là quậy nhất luôn, bánh mì quậy nhất luôn. Quậy. Trời ơi, trời, thấy thương ha cô chú anh chị. Trời ơi, thấy nhìn thấy thấy thương luôn á, chú anh chị ơi. Ô, bánh mì ơi, bánh mì, cho con giấu cái mặt của con gọi. Bánh mì, hoa sữa bữa nay hả, hoa sữa la nữa, không cho em nữa. Thủy nói cô chú anh chị nè, con gái của Thủy á, nó muốn cho con bánh bao lên đây nằm với nó, Thủy không cho. Thủy biểu con gái Thủy á, là cho nó xuống nằm ở chỗ bên đây nè, làm cái mền mà Thủy trải cho nó đó, mà nó không chịu nha cô chú anh chị. Giờ bây giờ là nó nói con mèo á, con bánh bao câu con nó lên đây. Lần này Thủy sẽ đem con bánh bao xuống rồi bỏ con của nó xuống luôn cô chú anh chị, rồi coi thử á, con bánh bao nó có câu con có nó lên không ha cô chú anh chị. Nếu mà nó không câu thì Thủy biết là con gái Thủy nói láo nói xạo, còn mà nó câu á, thì Thủy sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Trời ơi cô chú anh chị ơi, thật rồi cô chú anh chị, nó câu lên luôn. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, ồ, nó câu lên nè cô chú anh chị ơi. Vậy con xếp cái mền đó lên đi, không có lấy cái mền này. Trời ơi, ôi thấy thương ghê không, thì chạy đi không để dưới đất đó. Trời ơi nè cô chú anh chị, à, hai con này nó đang ở dưới đây này sao nha, đây nè cô chú anh chị, nó để con nó kiếm, à con nó bò vô. Ồ nãy là con thấy nó câu lên luôn hả? Con hết ba con Chứ Diệu Hiền là lúc mà con lên hay là Diệu Hiền lên để đó? con lên thấy ở dưới đây một con nè, nó câu lên hai con rồi. Ồ nó bỏ con nó rồi, để nó xuống nó câu con thứ hai nha cô chú anh chị nha. Nè Phương Anh con chải cái này da nè lớn đi, con chải cái này da lớn đi. Ồ, gớm trời. Nó câu người ta đang ngủ nó câu. Ôi, nó bảo vệ con nó ghê ha, cô chú anh chị ha. Hồi bữa Thủy cho nó ở dưới lầu ấy, ở trong cái ổ ấy, cô chú anh chị. Mà chắc nó câu con nó y như gì nè, nó nhảy lên lầu. Sao mà giờ Thủy mới biết luôn á cô chú anh chị, lần đầu tiên Thủy thấy con mèo nó câu con nó luôn á. Bây giờ lần thứ hai ba nè, nó đang dòm nó thấy Phương Anh làm gì con nó kìa. Phương Anh giả đò bắt con nó dòm Phương Anh nè cô chú anh chị ơi. Đó cô chú anh chị thấy nó rình không, nó nhìn Phương Anh coi thử Phương Anh làm gì con nó, rồi nó nhìn Phương Anh nó thấy mắc rồi. Mất tiêu rồi cô chú anh chị. Mắt nó đang dòm Phương Anh.
Ồ, Phương Anh đi ra ngoài cửa, nó ngó theo. Ồ, con mắt nó lanh ghê chưa cô chú anh chị thấy không? Ồ, 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 tắt mấy quạt đi, còn mấy lạnh này còn mấy quạt Nó nữa. đang nó nóng quá, Nhanh đi. nó không không vàng xong nó không bọt sữa xong nó mới công con bọt tranh thể. Là lúc nào cũng vậy hả? Sao kỳ vậy? Ai biết nó, Ủa sao nó phân biệt chứ hả? ai biết nó làm gì, hai con đó nó bự hơn con này, ai biết. Ừ, rồi con lên con chảy cát bự ra đi. Tắt những đi. Đó, chị Phương Anh ẵm cái con bánh bò lên rồi cô chú anh chị, cho Còi nên nóng với kia nó nằm từ từ nó sẽ sửa lại, không biết nằm kiểu gì con đó. Giờ nó liếm con nó hôn con nó. Đây là ba ba ngày tuổi nha cô chú anh chị nha, bánh bao đĩa 3 ngày tuổi. bánh mì bự cho bá luôn. Bánh mì bự nhất hả? Cô chú anh chị thấy không, con mèo nó thương con nó ghê á. Con giữ bánh mì lại nha. Bánh mì gái trai. Trai. Ừ. Mặn ghê chưa? Trai mai mốt nó cũng đi theo gái à. Chiếc sáng bánh bao đi. Sao bữa không tiệc đi. Lát mẹ coi hai con nó đánh lộn. Hai con cùng nhau. Hai con nào? Bò sữa với bánh mì. Sao đánh lộn à? À lộn, bò sữa với lại bánh bò. Sao à? Giành vú. Vậy hả? Ờ không đánh lộn. Hay á hả? Ừ. Ơi dễ thương ha cô chú anh chị. Nè thì nói lại cho cô chú anh chị biết nè, đây là bánh mì, đây là bò sữa, đây là bánh bò nhè. Cái món nó thứ nhất này. Đây nè cô chú anh chị, cái móng tay của con bánh bao nó bị lột da hay sao á, nó thay móng hay sao nè cô chú anh chị nhìn kỹ nè. Trời ơi ớn ghê, lần đầu tiên thì thấy cái móng tay của bánh của con mèo nó lột quá nè cô chú anh chị. Cái bánh cái móng của nó lột y như ngừ luôn á. Nè, nó đang giành vú rồi nha. Còn bánh mì hình như nhìn nó mạnh hơn. Nó giành Chứ vú ở con chính trai giữa. lông mấy con mèo con này dày lắm, Sao vậy? nó dày lắm á, con sờ con thấy nó dày, Vậy hả? Cho nó ấm. chắc giống mẹ nó. Mẹ nó dày dày à. Bú lát ngủ quên xong cái con đụng vô cái dậy bú 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 tiếp. Bánh bao cho nó ăn cái gì rồi? Tôm với thịt. Nó có sữa nhiều không? Nhiều. Thôi con biết. Ừ, chứ nó bú dữ quá mà.
mai mốt nó lên đực lên dốc nó còn đi xích nó lại đây. Con triệt sản cho. Triệt sản giờ triệt thì triệt đi, để nó đĩ nhiều quá ai đâu mà nuôi nữa. Nó bị rớt nguyên cái móng vậy thì có đau không trời? Không, cái đó nó bị thay móng mà. Già thay móng. Ồ ồ, cái mày. Cái miệng mà cho chú ăn chưa? Bấu cái vú, ôm cái vú của mẹ nó kìa. Miệng con bò sữa. Ồ ồ ồ, mất như là con người. Con này không có vú vậy. Không có vú à. Em nè, vú nè. Vú dưới nè. Đấy chứ không chịu đâu, nhanh giật. La 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 dành ồ con bánh bò nó đánh nè nè cô chú anh chị, thấy con bánh bò nó đánh con bò sữa có cái vú ở dưới đâu có chịu đâu, dành cái vú ở trên. Hai đứa này chia ra dành lộn vậy hả? Ừ đó, nó đạp chân đạp tay tùm lum. Bánh mì đi đâu rồi? Bánh mì đi tìm gì mà kêu vậy? Chắc bánh mì no muốn đi ngủ. Ôi bánh bò rồi. Từ con bánh bò ngủ rồi kìa, nhả vú rồi hả? Ngủ rồi, ngủ say sưa. Trời ơi, gì mà nó chui con bánh. Trời ơi, cô chú anh chị có thấy không? Nó chui qua cái người ta đang bú mà nó chui qua nó. Trời ơi, trời ơi ghê ấy. Quay làng hoàng để nó nè. Trời ơi, con bánh bò này. Nó leo lên đầu lên cổ người ta, nó đi con bò sữa. Trời ơi, nó dữ lắm nha, chứ con chuyện giỡn nãy giờ thấy nó quánh mì đi. Ồ nó quánh con bánh, nó quánh con bò sữa. Vú đây nè, không chịu vú đó. Người ta đưa không chịu. Không chịu mà cứ dành của người ta đánh. Con nào là Út? Con nói là Út luôn á. Trời ơi, mới nhỏ à, em Út mà đánh nhất chị, đánh ba nè. Nhất là bò sữa hả? Nhất nhất là bánh mì. À. Đánh là bò chị, sữa. Đánh anh đồ. Hai cái bà này nó hài á, cái vú người ta mình mới phải là. Ở dưới đây nè. Thấy chưa, có chịu đâu. Cái con bánh bò nó là Út mà nó quậy nhất luôn á cô chú anh chị ơi. Đánh nó đi cô chú anh chị.
kiểu gì mà mở bú kiểu gì trời. Nó bú chùm lông. À đây nè. Nó bú. Đó. Bú được à? Không chịu vú bú dưới. Video của Thủy đến đây dài. Cô chú anh chị chắc Thủy xin dừng video, Thủy đi nghỉ ngơi nha. Giờ này 10 giờ đêm rồi. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye.